Video này để đánh giá về HP Victus, chiếc laptop gaming được mong chờ nhất trong năm 2021. Lần đầu tiên thì sau 5 năm, HP ngoài Omen đã có một chiếc laptop thuyết phục được tôi bởi sự kết hợp giữa hiệu năng tốt, tản nhiệt ngon, build ổn và giá thành lại cực kỳ hợp lý. Xin chào các bạn, tôi là Quang đến từ Mạn Studio. Nếu các bạn là người mới thì đừng quên bấm chuông để theo dõi những video mới nhất nhé. Nhìn tổng quan về thiết kế, HP Victus có những cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng. Mặt ngoài có logo chữ V lớn dạng gương cộng với dòng chữ O16 thiết kế bởi HP nhìn rất ngầu và sang trọng. Mặc dù vỏ máy làm bằng nhựa và size lớn nhưng vẫn chắc chắn, mặt ngoài và khung bàn phím gần như không flex khi tác động lực. Màn hình này đã là size 16.1 inch lớn hơn, hiển thị cực đã mà vẫn giữ nguyên được kích thước thân máy. Tấm nền sử dụng có độ phân giải Full HD cùng tần số quét 144Hz rất phù hợp cho eSports. Độ sáng đạt 250 nits, giải phủ màu rộng 66% sRGB, tuy không cao nhưng đủ để sử dụng cho nhu cầu media nghiệp dư và gaming. Các cổng kết nối gồm LAN, HDMI 2.1, sạc, tai nghe và USB được đặt bên trái để loại bỏ vấn đề vướng dây, giảm ảnh hưởng đến chuột của game thủ. Victus vẫn giữ được đầu độc thẻ SD, thật tuyệt vời cho những người làm content media như tôi. Cạnh phải máy còn hai cổng USB được đặt rất cao, cực kỳ khoa học. Bàn phím LED có layout lớn, vẫn theo phong cách HP là bấm êm, hành trình vừa phải. Đặc biệt, phím di chuyển đã được làm to hơn, xài rất ngon. Phần trên phím số có phím nóng để bật ứng dụng Omen Gaming Hub. Touchpad to, chắc chắn, di mượt, bạn hoàn toàn không cần dùng chuột nếu không chơi game. Rồi, tới phần quan trọng nhất này, đó chính là tản nhiệt và hiệu năng. Tản nhiệt trên HP Victus gồm có hai quạt lớn kiểu mới. Không như chúng ta nghĩ, nó thổi thẳng ra mặt sau, giữ nhiệt độ máy luôn mát dưới 80 độ khi chơi game. Ứng dụng Omen Gaming Hub cho phép tùy chỉnh cài đặt hiệu năng cùng tốc độ quạt theo nhu cầu sử dụng, cân bằng giữa độ ổn của quạt và hiệu suất. Cấu hình mình đang sử dụng đó chính là R5 5600H kết hợp với cạc NVIDIA RTX 3050, chiến thoải mái max setting tất cả các game online đang phổ biến hiện nay như Valorant, LOL và CS:GO. FPS rất cao, thỏa thích tận hưởng trên màn 144Hz. Điểm đa nhân Cinebench R23 lên tới gần 9400 điểm, tạo sự uy tín khi render và chạy ứng dụng nặng. Viên pin 70Wh nếu chỉ dùng văn phòng thì có thể cân được một ngày đi học từ sáng tới chiều. Còn chơi game thì mình khuyên các bạn nên mang sạc để đủ điện và đạt hiệu năng tốt. RAM mặc định là 2 thanh 4GB cho hiệu suất cao, nhưng sẽ là một sự bất tiện khi cần nâng cấp dung lượng. Các bạn chú ý là chúng ta có tận 2 khe M.2 SSD nhé. Cuối cùng thì có một điều mình muốn gửi đến HP, đó chính là làm lại hộ mình cái bản lề đi. Trời ơi, mình đang dùng cái chiếc HP Pavilion Gaming từ năm 2018 đến bây giờ là 3 năm rồi và HP vẫn chưa thay đổi cái vấn đề này ở trên bản lề gaming. Thực sự thì nó vẫn chưa hỏng nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái trải nghiệm của các bạn. Về việc test bản lề bằng quạt ấy thì mình nói luôn là với quan điểm của mình, đây là một chuyện hoàn toàn nhảm nhí. Chúng ta chắc chắn là cái màn hình 15,6 inch hay là ví dụ như ở trên Victus là 16,1 inch thì cái diện tích đón gió nó sẽ lớn hơn, từ đó sẽ flex nhiều trước gió hơn so với những màn hình của laptop 13 hoặc là 14 inch. Cái màn hình càng lớn thì nó sẽ càng bị nhận gió. Mình đã mượn ngay một chiếc laptop 15,6 inch của hãng khác để bên cạnh để so sánh với Victus, với cái quạt bật gió số 3 hết cỡ. Đấy là quạt cây bình thường. Nếu mà các bạn không muốn cái tình trạng này xảy ra thì chúng ta có thể là bỏ thêm nhiều tiền hơn để lên cái laptop có phân khúc giá cao hơn khoảng trên 40 triệu thì cái tình trạng này sẽ được cải thiện rất nhiều. Mặc dù là còn một chút cần cải thiện về bản lề nhưng mà cảm nhận sau một tháng của mình về chiếc HP Victus này thì là nó rất ngon, cân bằng mọi thứ và thực sự là mình cảm thấy hài lòng khi mà bỏ ra số tiền của hơn 24 triệu để mua cái chiếc máy này. Các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy này thì hãy cùng chia sẻ vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm theo dõi để nhận những cái video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.